Rồi bơi đi, bơi ra đây đi, bơi đi. Sao thì nằm xuống. Hả? Đấy, bơi đi, sao bơi ngửa, phải bơi sắt chứ. Hả? Kéo dây con cổ, nghe cổ ra. Dây con cổ, nghe cổ, dân nghe cổ chết ra. Cho qua lần này, đấy. Quay. Rồi, được rồi, dây ra rồi. Được rồi. Lại đi vòng thế à, lại thế à, dây vòng sau. Thôi, được rồi. Thôi, bơi bên này, bơi bên này cơ mà. Thôi. Bơi bên này. Bơi đi. Rồi, bạn con xin bơi đi, bơi đi. Con cứ đi thế, con không bơi à? Bơi sắp cơ mà, sao cứ bơi ngửa đấy? Đúng không? Bơi sắp cơ mà. Ớ, con ngủ đi. Đi nước rồi con lặn đi. Con lặn đi. Lặn sâu quá. Hả? Cần gì kính, bạn ơi, con đủ có bình kính đâu. Đi đi. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ thử ra nào. Ôi trời ơi à. Ngụp nông nhé. Hả? Ngụp sâu vào, không nhìn, đừng mở mắt nha. Ngụp phải nhắm mắt vào nha. Coi nhắm mắt vào đi. Thôi có bơi hẳn ra xa đi, con gì bố kéo vào. Có dây rồi. Nhưng mà con phải treo lên trên nhá. Con treo lên trên, đừng chú dưới, treo lên trên. Treo lên trên cái dây đấy con ạ. Rồi bơi đi. Có bà đấy bà. Ôi hết dây rồi, hết dây rồi. Nó chưa biết bơi đâu bà. Nó chưa biết bơi. Ôi bà, cho bà đi ra xa quá, sợ quá. Con bơi vào đi, bơi xa đi. Jumping on the bed. Bơi vào đây. Mi nó xa, nó chơi đi, nó không. Thôi được rồi, để bỏ xuống cùng nha. Có nó rồi, xa đi. Quá đi, vào đây. Rồi bây giờ bơi xuống rồi. Ui trời ơi. Bơi vào đây, bơi đây. Con bơi vào đây. Rồi đưa dây đây cho bố. Đưa dây đây. Thế đưa đây bố, gạt tháo dây ra. Vào đi bố, tháo dây ra. Kia dây bố hút của con đầu. Đeo nữa. Đi vào đây đi. Đưa đây để bố tháo dây ra, nó quấn vào dây con vào tay vào chân ra, nó buộc chân vào đây. Rồi các em ơi, có một bà giúp cho rồi. Bây giờ sao có trôi mắt đấy coi. Con vào đây bố cởi cho. Mẹ bơi về đây con ơi. Nhanh lên bơi về đây, nó trôi mất rồi. Rồi bà con xin rồi. Vào đây bơi cởi ra cho. Sao? Lên đây bơi cởi ra cho rồi tính sau nhá. Con đừng bơi xa nhá, bơi xa đâu. Đó, nó trôi mất thì chết đấy. Đây con bơi dọc đằng này thôi, sang đây thôi. Coi đừng bơi ra xa, bố có dây đâu. Đây bơi dọc bên này con ơi. Đây có bơi dọc bên này này, có bơi dọc bên kia. Có bơi theo cái dây này, nếu mà có gì có bám vào dây.
có bơi đâu đừng kia đi con. Rồi bạn Goshi bơi theo đường đấy, bơi bám vào dây nhau nó kéo mất nhá. Rồi bơi quay lại thôi, bơi đi. Hôm nay lần đầu tiên bạn Goshi ra ngoài sông bơi đấy. Lặn đi, bơi 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 lặn đi, lặn đi hả. Bơi bơi đi, bơi đi. Đấy con bơi ra bà kìa. Bây giờ bơi ra bà được rồi đấy. Con ra bơi ra bà đấy. Bơi nhanh vào. Bà đang vận động, bạn còn xin bơi. Thôi quay về đây, bơi đi. Lặn đi. Vừa lặn vừa bơi chứ. Lặn đi, hộp chưa nào. Hộp chưa nào. Đập vào tay nữa, lấy tay. Lấy tay, đúng rồi. Đâm vào dây rồi. Bơi ra này. Ai trên túm vào dây thế thì bơi nhanh nhé. Bỏ dây ra con bơi chăng để bơi. Bơi đi, bơi đi. Bơi ra kia mà con bơi ra kia bơi ngửa đi, bơi rồi. Bơi ra kia bơi quay lại nhá. Bơi đi. Thôi bơi ngửa về đây. Đấy. Trời ơi, bơi nhanh ấy. Úi giời. Đấy, bạn con xin dám bơi ở ngoài sông Hồng ấy. Bơi đi, bơi anh ạ. Úi giời. Kinh chưa. Kìa, cứ bơi cứ quanh quanh nhé. Ôi chết, vì dây nó đè kìa. Ôi. Ô, nằm ngửa ra. Nằm ngửa ra. Ngửa, nào ngửa, nào nổi nào. 1, 2, 3, nổi. Nổi cơ mà, nó ngủ à. Bỏ nổi đấy cơ mà. Nằm ngửa, nằm ngửa bơi. Nằm ngửa ra bơi mà. Không dám ngửa như vậy đấy nữa. Rồi, ngửa, cho chân lên, cao chân lên. Đấy. Sao cứ bơi đâm vào dây nhé. Bơi mạnh nhé. Bơi đây, đúng rồi, bơi mạnh nha. Thôi, được rồi, bơi đấy rồi. Rồi, bơi, bơi sắp, bơi sắp. Ok, bơi sắp, bơi sắp, bơi sắp. Bơi sắp. Bơi sắp, bơi sắp đây. Đúng rồi, bơi mạnh nha. Bơi mạnh nha. Rồi nha. Rồi, 4 đi 8 này. Ra bơi đi. Rồi bạn con xin bây giờ bỏ hẳn phao bơi ra để bơi rồi. Bơi đi. Con bơi đi. Ôi trời. Bơi nữa vào đây con ơi, đừng bơi ra xa. Không được bơi ra xa, bơi gần ở đây thôi. Được rồi, thôi bây giờ chúng mình bơi lên đi. Đi lên rồi đi về, đi về bơi nhá. Đi. Rồi các bạn ơi, vậy là bạn Goshi con tắm buổi chiều nay đã lâu rồi. Và bây giờ là lúc bố và bạn Goshi sẽ đi lên để đi về các bạn nhá. Rồi lên đi con ơi. Ôi đi vào trong này không ngã con. Đi trèo lên, cầm cả má bơi lên. Rồi lên đi. Lên khéo ngã nhá. Rồi, úi rồi rồi. Trèo lên, trèo lên, trèo lên. Ok, ra ngoài ngã không ai cứu đâu. Lên đi rồi, rửa chân đi. Rồi, vậy là bạn con xin đã lên rồi. Đi đi con ơi.
Rồi ngã xuống sông giờ này. Trời tối rồi mọi người lên hết rồi nhanh. Nào con lên đi con ơi. Thôi vậy bạn con xin lên rồi. Rồi lên rồi đi xem vào. Thích không? Con sợ không? Không sợ, đấy dép đây con. Đấy. Rồi dép đây. Thôi đi đúng dép vào con. Lên kia tắm nha, tắm tráng rồi về nhá. Đó đi. Không, lên trên kia. Đi. Ừ, rồi đi tắm trắng rồi đi bể bơi. Đúng là thích gì bể bơi nữa các bạn ạ, đi nhanh.